xin kính chào tất cả quý con cùng tất cả các bạn nha. Thì hôm nay mình xin làm cái chủ đề các bạn ơi. Như bạn biết thì hôm nay thời tiết mưa bão nó rất là nhiều các bạn. Rất là nhiều bạn hỏi mình cái hồ nuôi chúng ta nên che như thiết kế như thế nào thì nuôi cho nó hợp lý nhất, và cái nước mưa nó có ảnh hưởng đối với con lươn nuôi của mình hay không. Thì rất là nhiều bạn comment hỏi mình cũng như là nhắn tin qua Zalo hỏi mình nha các bạn. Thì bữa nay thì mình xin làm cái video, mình xin trả lời cho những bạn đó cũng như tất cả các bạn mà có tìm hiểu về cái cách nuôi lươn thì mình cũng xin chia sẻ chung với con các bạn. Thì như bạn biết thì cái như bạn đã nuôi rồi á, các bạn đã từng nuôi có xây dựng những cái hồ nuôi á, thì mình không có đề cập tới. Mình chỉ xin tư vấn cho một số bạn mà mới vào nghề, cái bạn mà mới chuẩn bị nuôi cũng như là các bạn đang khởi nghiệp về cái nuôi con lươn. Thì đối với những bạn này thì mình nghĩ là cái chi phí ban đầu, cái kinh tế thì cũng có thể là chưa nhiều, do đó là các bạn nên có thể là làm theo cái cách mình chia sẻ. Thì các bạn thấy là ở đây thì như bạn thấy là những cái hồ nuôi của mình là chủ là chỉ che lưới cái lưới lan để mình sử dụng thôi nghe các bạn. Thì tại sao là mình sử dụng cái lưới lan mà mình không che thành những cái trại như thế này, thì mình cũng chia sẻ với các bạn. Thứ nhất là mình xét trên cái mức độ đầu tư. Đối với các bạn mà có nhiều vốn á, thì các bạn có thể là sử dụng theo cái phương pháp mái che như thế này. Tuy nhiên thì cái mái che thì mình cũng nên là có những cái tấm tôn sáng như vậy nha các bạn. Tại vì các bạn thấy là những cái hồ nuôi á, thì mình đều có những cái tấm tôn sáng như vậy hết, để mình để trong cái hồ nuôi. Bạn thấy là những cái tấm tôn như thế này. Tại sao là mình làm những cái tấm tôn đối với cái phương pháp mà mình che như thế này? Thì nó liên quan tới cái vấn đề nhiệt độ nha các bạn, cũng như là cái độ ẩm thấp của cái trại mình. Các bạn biết thì trong cái ánh sáng mặt trời của chúng ta nó có tia UV, mình gọi là tia UV tia cực tím á, cái đó nó có tác dụng nó diệt khuẩn nha các bạn. Đồng thời là cái ánh sáng mặt trời có cái nhiệt, nó tỏ nhiệt ra làm cái nhiệt độ trong cái nước á, trong nước nuôi mình nó ấm hơn. Còn nếu chúng ta mà nuôi theo kiểu mà che bít hết, theo che như thế này, mình che bít hết thì nó sẽ làm cho cái nhiệt độ trong cái hồ nuôi của chúng ta nó sẽ thấp đi, thấp hơn so với môi trường bên ngoài. Do đó là nó dễ ẩm thấp hơn. Thì cái nhiệt độ thấp thì các bạn biết là con lươn nó sẽ tiêu hóa, nó thức ăn nó sẽ kém hơn, và đồng thời nó bắt mồi nó cũng hơi ít hơn nha các bạn. Cụ thể là các bạn thấy những ngày mưa gió như thế này, nhiệt độ nước nó thấp hơn thì các bạn thấy là nó sẽ bắt mồi nó ít hơn so với những ngày mà thời tiết nắng nóng, nắng ấm. Như đó là các bạn nên lưu ý khi mà chúng ta nuôi á, thì theo mình thì mình chia sẻ với các bạn là nên che lưới lan thôi. Mình làm những cái khung sắt như thế này. Các bạn mà nếu như ít vốn đầu tư hơn nữa thì các bạn có thể làm những cái cây tạp mà che, hay là những cái cây mà các bạn có thể là tận dụng ở những cái giường của mình á. Các bạn có thể là làm những cái trụ, đồng thời là mình cuột cái lưới lan đây. Đây thì cái hồ mình khoảng 3 mét, hơn 3 mét thì mình che cho nó hơi vơi ra chút xíu. Thì mình mua cái khổ lưới lan là 4 mét nha các bạn. Thì mình che cái hồ của mình. Thì cái khổ 4 mét thì hiện tại khoảng 45 ngàn mét các bạn. Mình mua cũng 2-3 năm rồi mình cũng không nhớ rõ, nhưng khoảng 4 ngoài 50 ngàn một mét thôi. Thì các bạn thấy là cái hồ nuôi thì một hồ thì mình tốn khoảng 100 ngàn tiền lưới lan. Thì các bạn biết thì cái lưới lan thì cái độ bền nó cũng rất là cao nha các bạn. Độ bền của nó cũng lâu lắm. Có thể là mình sử dụng 5-7 năm là chuyện bình thường. Ở đây thì các bạn thấy là mình đã sử dụng được 2 vụ rồi, được hơn 5 rưỡi rồi. Các bạn thấy là cũng còn rất là tốt. Thì mình chia sẻ tại sao là mình sử dụng lưới lan. Thì thứ nhất là do cái giá của lưới lan thì nó cũng tương đối rẻ. Và đồng thời là cái thi công á, các bạn trong quá trình mà mình làm, mình lắp ráp cái lưới lan, mình che chắn như vậy á, thì nó cũng tương đối là nhẹ công hơn nha các bạn. Mình làm cũng rất là nhẹ nhàng. Chỉ cần là mình làm những cái khung mình đỡ nó, với lại mình lọp lưới lan lên, mình buộc vô thôi. Mình buộc vô những cái thanh cây ở trên để cho nó cố định cái lưới lan, nó không bị gió tóc lên. Còn cái chọn lưới lan, các bạn có thấy là tại sao một số cơ sở người ta chọn lưới màu xanh, còn mình ở đây là sử dụng cái lưới đen. Các bạn thấy thì ở đây là cái lưới này lưới của Thái nha các bạn. Cái mình chọn là lưới đen tại vì ở đây là ngoài trời là mình chỉ che lưới lan thôi. Thì mình chọn cái lưới đen á, tại vì thứ nhất á, là cái lưới đen này nó hấp thu ánh sáng mặt trời nó nhiều hơn là lưới xanh. Ví dụ như cái lưới xanh á, thì cái ánh sáng mặt trời ở trên nó chiếu xuống thì nó
nó chỉ cản được có khoảng cỡ 40% ánh sáng mặt trời thôi. Nhưng mà cái lưới lan màu đen này thì nó sẽ cản được khoảng cỡ 60% ánh sáng. Các bạn thấy là nó chiếu xuống tới cái hồ thì cái ánh sáng nó của nó cũng một phần nó giảm đi rồi. Thì nó đỡ làm cái nước mình nó nóng hơn. Các bạn thấy là xung quanh mình là nó thoáng, nó chỉ có cái lưới lan ở trên nó che thôi. Thế đó là nó cái lưới này thì nó giúp là cản lại cái ánh sáng mặt trời, nó cũng rất là tốt. Thế đó là cái nhiệt độ nước của mình ở dưới cái hồ nó không có bị nóng. Thế đó là các bạn nên lựa chọn cái lưới lan màu đen này. Thì các bạn che thì nó sẽ hay hơn là cái lưới lan màu xanh. Thì ngoài thị trường thì nó cũng bán rất là nhiều loại lưới lan, thì cho đó các bạn cũng nên lựa chọn là cái lưới hàng của Thái á, thì nó những cái loại mà nó bền, nó mắc tiền hơn tí xíu nhưng mà nó mình sử dụng được lâu nha các bạn. Mình đỡ có trong quá trình nuôi thì mình lâu mình mới thay cái lưới lan. Mình nuôi 5-7 vụ thì mình mới thay cái lưới lan một lần. Còn cái vấn đề thứ hai là cái nước mưa. Thì các bạn hỏi là cái nước mưa nó vô cái hồ mình được không? Tại vì trên mình chỉ che lưới lan thôi. Do đó là cái nước mưa thì nó sẽ rơi trực tiếp vào cái lưới lan, nó sẽ rơi vào cái hồ mình, nó sẽ xuyên qua cái lưới lan này luôn. Và nó sẽ rơi vào cái hồ mình. Thì các bạn hỏi là cái nước mưa nó có ảnh hưởng gì với con lươn hay không? Thì mình xin chia sẻ. Thứ nhất là nước mưa thì nó được cấu tạo từ axit H2SO3 nha các bạn, là axit carbonic. Thì đây là một cái axit nó rất là yếu. Khi mà nó rơi vào môi trường nước á, thì nó sẽ bị phân ly ra thành H cộng và CO3 trừ. Thì đây là những cái nó không còn là cái axit nguyên chất nữa, do đó là nó sẽ không có ảnh hưởng nhiều đối với cái con lươn. Và đồng thời là nó cũng không có làm pH của nước mình nó giảm bao nhiêu hết nha các bạn. Tại vì các bạn biết là một cái hồ nuôi của mình nó có mấy mét vuông à, do đó là cái lượng nước mưa mình hứng vô thì nó không có nhiều. Tại ở đây là cái miền Tây của mình thì mưa gió thì cũng không nhiều. Thì mình một số bạn ở miền Trung thì cái lượng mưa thì mình không có hiểu, không có gành nhiều, là không biết các bạn có cái lượng mưa ở ngoài những cái miền của bạn như thế nào. Còn ở miền Tây mình thì mưa khoảng vài tiếng hồ, tối đa là khoảng ngày là nó cũng tạnh rồi bạn, nó cũng không có kéo dài. Do đó là cái nước mưa thì nó cũng thường không ảnh hưởng nhiều các bạn. Một phần á, thì nó được xả tràn ra qua cái hệ ống xả như thế này. Các bạn có thấy rõ cái ống xả mình có khoan những cái lỗ đó các bạn. Có nghĩa là nước mưa thì sau khi mà nó rơi xuống, nó dâng lên thì nó sẽ được tràn qua những cái lỗ đó. Các bạn thấy là những cái hồ bên kia thì mình có cũng làm cái những cái ống đường rãnh như thế. Và cái hồ tuần hoàn mình bên đây cũng làm cái ống xả nha các bạn. Các bạn thấy là mỗi cái hồ đều có những cái ống mà ống ngang mực nước như thế này, để cho cái nước mưa sau khi mà nó rơi xuống thì nó sẽ tự động nó tràn qua cái ống xả, nó sẽ rơi ra ngoài, nó không có động, không có chứa lại trong cái hồ nuôi mình nhiều các bạn. Do đó là nó cũng không có ảnh hưởng gì nhiều đối với cái con lươn trong quá trình mình nuôi. Do đó là các bạn cũng yên tâm, cái nước mưa thì không ảnh hưởng nhiều lắm. Do đó là các bạn có thể là nuôi theo cái phương pháp như của mình, mình che lưới lan để mình nuôi. Các bạn biết thì cái lưới lan thì nó tác dụng thứ nhất là nó cản được ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào cái hồ nuôi, nó đỡ làm cái nước nóng hơn. Thứ hai là cái một phần thì cái ánh sáng mặt trời nó vẫn chiếu xuống được cái hồ, do đó là cái tiêu UV trong cái ánh sáng mặt trời thì nó cũng có tác dụng, nó làm diệt vi khuẩn nha các bạn, diệt một số nấm khuẩn ở trong môi trường, đặc biệt là trong những cái hồ nuôi của chúng ta. Do đó là có được ánh sáng mà nó chiếu vô thì cũng rất là tốt nha các bạn. Nó sẽ làm cho cái ánh sáng có, nó làm nhiệt độ nước của chúng ta nó ấm hơn, tương đối là nó ổn hơn. Tại vì cái nhiệt độ mà để con lươn mà nó phát triển tốt á, thì tầm từ 27 đến 30 độ C. Thì trong cái khoảng đó thì con lươn phát triển tốt nha các bạn. Do đó là cái nhiệt độ ở trong cái môi trường nước chúng ta nuôi á, nó ảnh hưởng rất là nhiều đối với quá trình phát triển của con lươn. Thì các bạn biết là cái nhiệt độ mà trong khoảng thích hợp như nãy mình chia sẻ là 27 đến 30 độ C á, thì con lươn nó bắt mồi rất là tốt. Các bạn thấy là những ngày nắng ấm như thế này thì chúng ta là cái lượng thức ăn mà chúng ta cho lươn ăn thì nó cao, thường là cao hơn những ngày mưa bão rất là nhiều. Các bạn thấy là nó liên quan đến vấn đề nhiệt độ nữa, liên quan ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề nhiệt độ. Như đó chúng ta cũng lưu ý. Thì ở những tập trước thì mình đã nói rõ về cái vấn đề nhiệt độ là trong cái giá thể, cái cách mà chúng ta sử dụng giá thể
thì nó giữ nhiệt tốt đó. Thì đó là cũng một nguyên nhân là chúng ta, thì cái vấn đề giá thể đó là cũng là một cái cách để chúng ta giữ cái nhiệt ở trong cái hồ nuôi của chúng ta ổn định, và nó cái nhiệt độ nó thuận lợi để cho con lươn nó phát triển tốt. Do đó là chúng ta nên nuôi theo cái phương pháp mà che lưới lan như thế này. Thì tùy theo cái mức độ đầu tư của các bạn, nếu như các bạn mà mới khởi nghiệp mà chúng ta vốn ít thì có thể là che lưới lan tạm như thế này là mình nuôi cũng rất là tốt rồi, chứ cũng không cần là che cái mái che mà kiên cố. Tại vì các bạn làm một cái mái che như thế thì tôn sắt thì với lại cái cách thiết kế thi công nó rất tốn kém nha các bạn. Như đó là chúng ta là nên suy nghĩ lại làm những cái trại như thế. Nếu như chúng ta mà các bạn mà có vốn đầu tư cao á thì các bạn nên làm nhà kính, các bạn làm nhà lưới để nuôi luôn. Thì cái nhà lưới đó là giống như là trong cái những cái farm mà người ta trồng dưa lưới hoặc là trồng những cái rau sạch đó các bạn. Thì những cái tập tới thì mình sẽ có thể là nếu như có dịp thì mình sẽ quay một cái trang trại nuôi trong nhà kính, là trong nhà lưới đó, có máy điều hòa và có những cái trang bị, những cái thiết bị hiện đại để giữ cho cái nhiệt độ ở trong cái hồ nuôi lúc nào cũng nằm trong khoảng từ 27 đến 30 độ C. Đó là một cái trang trại rất lớn nha các bạn. Thì nếu như có dịp thì mình sẽ chia sẻ với các bạn, nếu như chúng ta có mức đầu tư cao thì nên làm như thế. Còn nếu như mà chúng ta có vốn ít và chúng ta chưa có điều kiện để làm thì các bạn nên làm, có thể làm theo cách của mình là chỉ cần che lưới lan để mình nuôi thôi, để giảm lại cái chi phí ban đầu nha các bạn. Thì trên đây là một số cái chia sẻ của mình về cái cách che chắn cho cái hồ nuôi. Thì những tập kế tiếp thì mình sẽ làm một cái video về cái mực nước ở trong hồ như thế nào là hợp lý, và cũng như là cái những cái giai đoạn phát triển của lươn chúng ta cần mực nước như thế nào để giúp cho con lươn nó phát triển một cách tốt nhất nha các bạn. Thì video tới đây mình xin kết thúc video nha các bạn. Kính chúc các con và các bạn có một cái vụ nuôi lươn thành công nha. Nếu các bạn thấy video mình hay, thấy kênh mình hay thì xin bấm nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh nha các bạn. Xin cảm ơn các quý con và các bạn rất là nhiều. Xin hẹn gặp lại quý con và các bạn ở những video kế tiếp nha.